Con đây là bồ đề đấu tràng Lâm Tỳ Ni. Cái hình đó mình cũng tặng cho các em đó. Cái này là cái mùng hả thầy? Dạ đúng rồi. Là tối ngủ là văng ra vậy, gọn ghê luôn không? Ở Việt Nam thiết kế cái này cũng hay nè. Để khỏi phải cắm bốn phía. Hiện tại là bé hai đang bị bệnh nên rất là khó, với lại cái việc học ở trường cũng bị tạm dừng lại. Hiện tại hồi trước là kết quả của bé rất là cao, rất là tốt. Hiện nay thì con thấy là ở đây có bốn bạn, thì bao nhiêu bạn đi học và bao nhiêu bạn phải tạm dừng? Đến học từ đến năm mình nói này, đến học school này, học đến nhận nét thì mẹ học từ tham gia school này anh học qua kỳ đấy. Mình với thầy sẽ ghé thăm. Đây là một cái gia đình vô cùng khó khăn, mà trước kia căn nhà rất là lụp xụp, nhưng mà vì mọi người biết đến ngôi chùa và sau khi tìm hiểu về cái đời sống của bà con xung quanh chùa thì một số cô chú đã hỗ trợ tương trợ cho một hộ gia đình, và chùa cũng san sẻ rất là nhiều phần quà và một vài phần gạch ngói cho căn nhà này. Bây giờ cho nên là từ một căn nhà lụp xụp bây giờ cũng đã thành mới rồi thầy. Nhà này thì bốn đứa nhỏ đang đi học, mẹ thì gặp rất nhiều khó khăn. Mẹ giờ đi cổng rồi. Đi nước nào vậy thầy? Dubai. Dubai. Dạ. Có bị cưỡng bức lao động hay là bị khó khăn gì không? Mà đi sang nước ngoài làm. May mắn gia đình này thì là cô không có bị ảnh hưởng. Cô đang làm giúp việc và nuôi vú em. Người dân Sri Lanka thì phần lớn là khó khăn là đi lao động ngay. Và bây giờ là còn bà. Đây, nhà đang chuẩn bị nấu bữa ăn. Thêm mời phong bụi. Đây, cho mọi người xem là gia đình của cô này là theo đạo Hindu nè. Đây là bộ tứ động tâm nổi tiếng của đạo Phật. Chỗ đây là bồ đề đạo tràng này, Lâm Tỳ Ni này, nơi Đức Phật Niết Bàn này, nơi mà Đức Phật ngộ đạo. Thường thường thì hình như là họ đang nấu sữa đúng không thầy? Nấu trà. Ở nhà đây cũng sử dụng ga để chế biến thực phẩm. Mấy đứa nhỏ đâu con? Nó đang thay đồ, con kêu em ra đi con. Con đây là bồ đề đấu tràng Lâm Tỳ Ni. Cái hình đó mình cũng tặng cho các em đó. Thì qua đây thì thầy cũng rất là cảm ơn Phong Bụi, vì nếu mà không có con đến thăm các em trong cái năm ngoái á, thì chắc chắn là cái ngôi nhà này là sẽ không có được xây dựng lên. Thì hôm nay thì rất là vui khi mà con đến đây và con chứng kiến được một cái ngôi nhà mới dành cho các em. Đây là cái phần đóng lớn rất là lớn cho của con và những người đã ủng hộ theo dõi con. Con nhớ là bốn bé ở nhà này cũng nói tiếng Việt rất là giỏi. Đúng rồi. Dạ. Cho nên là đang chờ bốn bé tới. Không biết là hôm nay đầy đủ không? Bây giờ là giờ này 5 giờ chiều chắc học về hết rồi. Dạ. Cái này là cái mùng hả thầy? Dạ đúng rồi. Là tối ngủ là văng ra vậy, gọn ghê luôn không? Ở Việt Nam thiết kế cái này cũng hay nè. Để khỏi phải cắm bốn phía. Vậy là mẹ đi, khi mà mẹ bé mà quyết định đi xuất khẩu lao động hả thầy? Thì mẹ bé có tâm sự gì với thầy với mấy đứa nhỏ? Đấy, xuất phát về very good. Xin chào, buổi tối. Very good. Ốm quá trời. Ốm nhôm nhất, đứa nào cũng nhôm nhất. Mẹ đi. Ai con qua đây, con qua đây. Đây anh đi, anh Phong. Con tên gì? Con tên gì? Con tên là Con tên là
Mắc cỡ hả? Đợt trước nói chuyện lanh lợi lắm mà. Con tên gì? Con tên là... Tên gì? Con tên gì? À, bây giờ tụi con lấy tập vở cho chú xem đi. Có mấy tập vở mà học tiếng Việt đi. Cho chú xem đi. Còn hai bé nữa. Con bị bệnh hả? Con bạn bệnh hả? À, hôm trước Phong là cái chị của hai bạn này bệnh kim cũng nặng lắm, tưởng là hôm qua luôn. Nói chung là bốn chị gái nhưng mà cái chị thứ ba là bệnh. Bé đã bị út nè. Đúng rồi, chị kể. Nghe tin mọi người tới cái lật đật thay đồ mới đẹp. Có sợi dây chuyền gì thương không? Đây là hạt gì quen ta? Con giới thiệu tên con lại đây, con tên gì? Nó lại đi, con tên là... Mắc cỡ quá rồi, lâu quá rồi không gặp anh Phong Bụi hả? Còn con nhớ một cái bài... Kìa con bún vàng được không? Qua đây hát. Kìa con bún vàng nha. Bây giờ là hát rồi lấy tinh thần lại rồi giới thiệu tên nha. Bài Kìa con bún vàng. Kìa con bún vàng, kìa con bún vàng. Soi đôi cánh bum bum ba hai ba bốn, bum bum ba hai ba bốn. Em nhồi xem. Giỏi quá. Con thuộc bài nào nữa không thầy? Hai bạn này thuộc có cái bài này thôi. Rồi con giới thiệu lại tên đi. Con tên là... Con. Nói đi con. Con tên là gì? Bạn hỏi bao bằng này đi. Con tên gì? Con tên là... Con... Tên... Con tên... Là... 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 Là gì? Con tên là... Là... Vidushini. Vidushini. Con nói lại này, con nói to lên. Con tên là... Con tên là... Vidushini. Very good. Con tên là... Vidushini. Giờ chị mới nói. Lại nè nha, bây giờ con giới thiệu con tên là gì? Rồi, con tên là... Con tên là... Vidushini. Con tên là Dinushini. Bây giờ mấy bé mà thiếu bóng mẹ như vậy thì ở nhà là ai là người chăm sóc vậy thầy? Bà nội, ba thì chạy xe cút túc. Thực ra là các bé cũng bị gián đoạn cái việc học, cái lớp học tiếng Việt á. Tại vì lúc trước mẹ còn thì... Mà mỗi buổi tối thì mẹ sẽ đưa đón đi. Bây giờ thì mẹ không có ở đây ấy. Mà bà thì không thấy đường ban đêm rồi. Mà ba thì đi làm suốt cả ngày. Như con có hỏi thăm á, thì trước kia là nghề chạy túc túc là một trong những nghề rất phổ biến ở đây và có thu nhập. Nhưng mà gần đây á, đời sống mọi người rất khó khăn, không có tiền để chạy xe, không có tiền để đi xe. Cho nên là cái nghề túc túc trở nên là không còn thịnh nữa hả thầy? Phong biết là thứ nhất là xăng lên giá, và xăng lên giá thì đi cút cút lại cái giống như lúc trước mà từ cái đầu đường đi vô chùa mình là chỉ có 100 rupee thôi, mà bây giờ là 400 rupee. Là gấp 3 lần hả? Nên là có rất là nhiều người là họ đi bộ, và một số các người làm cái bị làm chạy cút cút thì họ sẽ đi làm công nhân xí nghiệp để có cái lương ổn định hơn. Mới có một bé cái nữa là phải trong nhà không ta? Mời bé đây luôn. Con đây con. Ở đây. Con ra đây. Bên em trước bệnh rồi. Và đây anh. Đây, con. Bây giờ con giới thiệu giúp tên của các em của con nha. Em con tên gì và hai em con tên gì? Con tên là Con tên là Vishmita. Tên tiếng Việt con là gì? Các bé có tên tiếng Việt không? Hình như chưa có. Chưa có tên tiếng Việt. Em con tên gì? Em tên là Vidushini. Very good. Bây giờ con có hát được bài nào không? Bốn phương trời thuộc không? Bốn phương trời. Bốn phương trời ta vừa đi chung vui. Không phân. Không phân
ra chia chia giống giống nói nói từ cười rung quá hả? Thôi bây giờ là trước khi tạm biệt thì thầy có gửi cho mấy bé ít quà với lại tụi con hát tặng cho một bài lần nữa, một lần nữa ha. Bài Kiều Con Bướm Vàng nha. Mà con hát được bài Kiều Con Bướm Vàng không? Kìa con bướm vàng, kìa con bướm vàng, sợi đôi cánh, sợi đôi cánh, bướm bướm bay hay bao, bướm bướm bay hay bao. Em nói xe hay quá. Thôi bây giờ thì thầy sẽ gửi phần quà cho mấy bé luôn ha thầy. Con cặn đi con. Dạ. Con lại cho các em luôn đi. Con cặn cho các em luôn đi. Cặn cho con nè. Ra đây con, ra đây. Không, con qua thầy, con qua thầy. Rồi, qua đây. Rồi. Bé này bệnh tim đây đúng không thầy? Dạ, bé đứng bên con. Đây con, qua đây. Con gửi thầy này. Rồi. Cảm ơn, cảm ơn. Cảm ơn. Cảm ơn. Bé thì vui. Cảm ơn. Cho bà, đây là cho bà. Vào đây. Dạ, con đưa bà đi. Rồi. Rồi, đây là món quà của bạn hai bạn cho bà. Xung quanh chùa thì mọi người sẽ thấy là rất là nhiều bà con ở đây quý mến chùa và mọi người thường lui tới chùa. Và mình nghĩ rằng ngôi chùa nằm ngay tại Sri Lanka, ngôi chùa duy nhất của Việt Nam nằm tại quốc đảo này. Thì nếu mà mọi người có dịp đến Sri Lanka có thể ghé từ trung tâm thành phố Kandy đến đây khoảng 20 cây số thôi. Vị trí chùa thì nằm kế bên một bờ hồ rất là đẹp. Và ngày hôm nay thì Bùi Hồ với em Phong Bùi thăm một gia đình ngay tại đất nước Sri Lanka. Mình sẽ tìm hiểu thêm một tí xíu về cuộc sống của một gia đình đang gặp khó khăn ngay tại nơi này. Và nhờ có thầy sẽ dịch phụ cho em ha. Thầy hỏi giùm nhà bà có tất cả là bao nhiêu người và cuộc sống hiện nay như thế nào ha? Đây người là cái bầu lý kỳ đến lịch kiếm đến định của mình. Bầu lý kỳ về đất cả từ của mình. Ở mà được là tí nào đấy. Ahari atau tamai gudak kamar, dengan sekolah yang ni, nanti juga jadi ini lah tamai benda kangkaran ni. Ya, agi report teko komen tiye noha. Hiện tại là bé hai đang bị bệnh, nên rất là khó cái, với lại cái việc học ở trường cũng bị tạm dừng lại. Hiện tại hồi trước là kết quả của bé rất là cao, rất là tốt. Hiện nay thì con thấy là ở đây có bốn bạn. Thì bao nhiêu bạn đi học và bao nhiêu bạn phải tạm dừng? Đến học từ đến năm mình nói này, đến học school này, học đến nhận nét thì. Mẹ học từ tamai school này, anh học qua kỳ đại kỳ là thế nào? Anh từng đến này đó. Anh từng đến này. Chỉ là có bé hai, thứ hai này không đi thôi, còn lại ba bé là đi hết. Ba bé là đi học chỉ có bạn. Vì sao bạn thứ hai lại không được đến trường? Ấy em nhận nét ba kỳ. Ya tu mereka, tapi kalau dia adina hati nama. Kiểu như bị. Mereka report dia kau kau macam. Kiểu như là đang đi cái tự nhiên nó bị ngã, kiểu như bị đột biến, kiểu vậy. Nên bác sĩ đã nói là không được đi đến trường. Việc đi học của ba bé còn lại thì đối với gia đình của mình có gặp nhiều khó khăn không? Nên chúng tôi nói school này nó ở là cái amal college đấy mình. Dan tiennya amar tatte dan mat mat leda dan negolangi amar atane enisami katia balaran mangno mami ayat mata operation kala tienna me. Cũng rất là khó khăn bởi vì mẹ cũng đi nước ngoài đi xuất khẩu lao động rồi bà cũng đang bị bệnh á, bà cũng mới mổ mắt xong. Hiện nay thì cái thu nhập chính của gia đình dựa vào đâu và mỗi ngày là bao nhiêu tiền? Đến đầu tiên của mình đó mẹ tạt mẹ lấy tạt tay nó nấy về được sao mà niên má sẽ đi về được kia má sẽ thế mà mẹ đi kia là này à bị lệ cái này là vấn đề à phải phụ đề lịch mẹ vác lên này anh sẽ ở đó đi học này sao mình nên đào sẽ được kia học nhà nó là về được về được mà da có má đi à phía da da bút rồi anh nó về được mà mẹ cắt tiền đi school về được mà kia mà. Dạ, cũng nhờ bố của bốn em này đi chạy xe túc túc. Thường thì một ngày chi tiêu cũng tầm 10.000 ruby. 10.000 ruby là 40 80.000 tiền Việt.
lời ta tắt lên đi chứ em tắt sugar đấy mà tiền rồi. Nó là 10 nghìn chi phí nha, là 800.000 tiền Việt đúng không? Mỗi một ngày 800.000 tiền Việt thì có đủ trang trí trang cho các bé đi học như là sinh hoạt cho gia đình không? Đến đâu xưa đã đã quyết định về đây mà đến đến Amaru này có đặt. Rất là khó khăn, đang sống trong cái khó khăn. Mẹ của các bé đi lao động á, vậy thì có gửi tiền về cho nuôi dưỡng các bé hay không? Đang mẹ là gia mà rất mẹ đã cái gì anh ấy sao mà nên mẹ xả ly cái bữa đó mẹ mẹ sao mà nên nhà để mẹ phải đi tao ở đi tao rất sợ vật nè. Mẹ của bé tao bây giờ vẫn chưa kiểu là công việc vẫn chưa được ổn định ạ. Mẹ của bé đang đi lao động ở nước nào đây? Cô ấy là cái gì mẹ đã cái gì Saudi. Là ở Saudi. Công việc của mẹ có biết là làm cái công việc gì không? Giúp em một cái từ. Mẹ housewife. Là nội trợ. Làm nội trợ. Mẹ thì làm nội trợ, còn ba thì chạy xe tốt tốt. Bé lớn này thì bị bệnh tim. Còn bà thì cũng bị bệnh luôn. Mẹ thì không thể nào gửi tiền về vì công việc chưa ổn định. Còn hiện nay thì vật giá leo thang, rồi lạm phát khắp nơi. Thành thử là cái chi phí nó không đủ để trang trải cho gia đình. Nó cho anh em của tụi em gửi lời chúc bà sức khỏe. Nói với bà cho các bé, gắn cho các bé đi đến trường để mà có một cái tương lai tốt đẹp sau này. Mẹ là kia nó và đỡ và bảo lý hồn đinh sao tụ trinh gì và tiến đó. Nagetti mẹ là mẹ thật ra hồn đó. Tao bắt điều nguyên đó, ảnh đẹp nó cắt đầu thuần. Cô rất là cảm ơn mọi người. Nói với bà cảm ơn một ly trà sữa rất ngon luôn kìa. Em bà game ở đây gì đó mẹ là studi cái nó mẹ tê hè đục tê của đất đã thay. Dạ cảm ơn rồi, xin chào. Thì Bùi Hồ cũng có đi tham quan một cái vườn trà rất là nổi tiếng ngay tại Sri Lanka, và người ta nói khi đi đến Sri Lanka phải thưởng thức được cái vị trà của Sri Lanka, vì ở Sri Lanka này những cái vườn trà nó rất nổi tiếng và xuất khẩu đi rất là nhiều nước. Đây là cô bác anh chị. Và trà sữa là một đặc sản của Sri Lanka luôn á. Ngon ha. Ngon ghê ạ.